Kính chào quý khán giả của Phong Thủy May Mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi gửi tới quý khán giả đang theo dõi chương trình lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Quý khán giả thân mến, ai ai trong chúng ta cũng tò mò về số mệnh của mình. Ai cũng muốn biết rằng năm mới mình làm ăn như thế nào, có được tài lộc và may mắn hay không? Bộ môn tử vi ra đời để trả lời cho các bạn những câu hỏi đó. Trải qua hàng ngàn năm nghiên cứu và phát triển, nay bộ môn này đã được chấp nhận và phổ cập rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, cực kỳ quan trọng là nghiên cứu về mệnh lý của con người. Luận đoán và nghiên cứu giúp chúng ta thay đổi số phận dựa vào ngày tháng năm sinh của chúng ta, ứng với thời gian sẽ biết được số phận mình ra sao, từ đó mà sống hòa hợp với tự nhiên. Xem số là để cải vận, để mình có được cuộc sống tốt hơn theo đúng quy luật của đất trời, biết được từng thời điểm mình phải làm gì, cần tránh những điều gì. Để có được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, tử vi 12 con giáp năm Canh Tý, tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn. Tuy nhiên, trong năm nay thì cũng có nhiều biến động trong cuộc sống, trong công việc và trong mối quan hệ vợ chồng. Vận trình của người tuổi Dần năm 2020 chi tiết sẽ như thế nào? Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Các hung đạp vận tuổi Dần bao gồm những người sinh năm 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010. Kỳ tùng nạp phúc, tống an khang, sát tinh lai nhiễu, thân nan an. Cầu thủ công lợi, cơ ngộ lai, thái tuế sinh phù, lực sậu tăng. Thái tuế ấn tinh tương sinh, quý nhân được vận tốt, tha hương để gây dựng sự nghiệp năm Canh Tý 2020. Thái tuế lưu niên tương sinh với người tuổi Dần, tổng thể vận thế mà nói thì không hề tầm thường, bởi vì người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ. Đối với sự nghiệp thì dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ trong công việc, mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, khiến cho người tuổi Dần trên cương vị công tác có được quyền lãnh đạo. Hơn nữa, bởi vì gặp sao dịch mã càng tăng thêm vận may rượu giúp, có lợi cho những chuyến đi bôn ba xa nhà, như là mở rộng quy mô công việc, gây dựng sự nghiệp tại nơi đất khách quê người. Năm nay thì sự nghiệp cùng với việc học tập của người tuổi Dần được phát triển mạnh, là sự tích cực cố gắng, làm năm, làm chơi, ăn thật, tương đối có lợi cho việc học tập thêm nhiều kiến thức và kỹ năng. Về mặt tài vận thì tương đối ổn định, có sự trợ giúp của thái tuế ấn tinh cục tham lam nhất bạch, còn có thể đạt được thu nhập ngoài của công việc chính. Ví dụ như là kinh doanh nghề vụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Sự xuất hiện sao địa tang của người tang môn cũng sẽ mang đến một vài ảnh hưởng, tổn thất tài chính ngoài ý muốn. Kiến nghị nên để dành một ít tài chính phòng đến lúc phải dùng. Còn về mặt tình cảm, bởi vì có thái tuế tương trợ, người chưa lập gia đình sẽ dễ dàng lập gia đình. Người đã lập gia đình thì vợ chồng hòa hợp, tình cảm viên mãn. Lưu niên gặp địa tang cùng tang môn, đây là hai sao xấu. Đối với sức khỏe của người tuổi Dần bình an nhưng lại không có lợi. Năm nay người tuổi Dần cần đặc biệt chú ý tới các vấn đề sức khỏe của bản thân, người nhà và bạn bè, để tránh vì bệnh rủi ro, còn cần tránh hết mức có thể việc đi thăm hỏi người ốm, tang ma, tham gia một vài hoạt động thể thao mạo hiểm, kích thích nguy hiểm. Đồng thời cũng không được đến những nơi hoang vu hẻo lánh, nguy hiểm, hoặc những nơi không khí hỗn độn, hoặc là những nơi có khí u ám tương đối nặng, để giảm bớt đi việc nhiễm phải khí xấu. Phải luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn do các sao xấu mang lại trong năm 2020. Năm nay, người tuổi Dần khi xuất hành cũng cần chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm tài sản. Ngoài ra thì lưu niên gặp sao cô thần dễ dàng khiến cho người tuổi Dần u sầu, sinh ra một ít cảm xúc bi quan hoặc do nhạy cảm suy nghĩ nhiều mà đầy phiền muộn. Bởi vậy, đang gặp chuyện không vui nên lập tức nghĩ thoáng để tầm mắt nhìn xa một chút, dùng thái độ lạc quan tích cực để dễ dàng đón nhận những điều không được như ý ngẫu nhiên trong cuộc sống. Ngoài ra thì bạn nên dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp huyết long Dần Ngọ Tuất để được quý thần tương trợ, giúp bình ổn và xuân sẻ. Cát hung vận hạn, cát tinh có nhất bạch dịch mã. Sao dịch mã mệnh chủ
phải có sự di chuyển đến nơi khác, cái gọi là mã chạy tài hương pháp như hổ, bôn ba đi xa, dịch mã phi lâm, ý chỉ người tuổi Dần năm nay công việc nơi ở hoặc là tâm tính tương đối không ổn định, khá là bôn ba. Nhất bạch trong tứ trụ bát tự thường được gọi là sao tham lang trong tử vi, là quan tinh, mệnh chủ có danh tính và địa vị. Sau này còn là tài tinh cùng lục bạch, bát bạch gọi là tam đại tài tinh. Nhất bạch phi lâm người tuổi Dần năm nay nếu có thể làm đến nơi đến chốn, phấn đấu không ngừng về mặt tiền tài thì sẽ có được những gặt hái đáng kể. Hung tinh tang môn, địa tang cô thần lưu niên, gặp tang môn gia đình dễ có tang sự hao tài sinh bệnh, dễ gặp trộm cướp mà tổn thất, ảnh hưởng tới sự bình an của gia đình. Kiến nghị chú ý nhiều tới sức khỏe của người thân, đưa người lớn tuổi trong nhà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sao địa tang nhiều việc rủi ro, năm nay người tuổi Dần gặp được nhiều chuyện đều phải cẩn thận đề phòng, cẩn thận cho qua hết năm. Năm Canh Tý người tuổi Dần bị ảnh hưởng bởi cô thần nên cảm xúc không được thông suốt, trở nên mẫn cảm ưu tư, gặp chuyện không hài lòng thì cần lập tức nghĩ thoáng, dùng thái độ lạc quan để đối mặt với tương lai. Hãy nhớ luôn mang bên mình một kim bài tài tuế để được bình an và may mắn suốt năm 2020 các bạn nhé. Về các hung luận giải, tài vận trung bình, thái tuế lưu niên cùng với người tuổi Dần có mối quan hệ tương sinh, sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Người tuổi Dần có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn nổi tiếng, có quyền uy, có thể có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội có lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi. Với sự chỉ dẫn của thái tuế, người tuổi Dần vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính, ví dụ như là kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Năm nay thì thiên tài bình thường, đề phòng bị người khác hiểu lầm. Sự nghiệp đại cát. Năm nay về mặt sự nghiệp, người tuổi Dần dễ dàng gặp được sự trợ giúp của người có chuyên môn thâm niên, giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng, khiến họ có được quyền lãnh đạo trên cương vị công tác. Sự nghiệp cùng công việc học tập của người tuổi Dần được phát triển mạnh, là tích cực cố gắng, là năm làm chơi ăn thật. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa áp lực luôn đi theo, bởi vì cái gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, họ phải xử lý công việc thêm nhiều nữa, không được xem nhẹ vấn đề chi tiết. Việc học tập thì rất tốt, gặp được thầy giỏi, hiệu suất học tập được nâng cao. Về sức khỏe kém, bởi vì gặp được sát tinh là tang môn và địa tang, đối với sự bình an bị tổn hại do sát rượu nhập mệnh tương đối lớn. Người sinh tuổi Dần cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể, mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Cần chú ý hơn đến sức khỏe của chính mình và người thân già yếu trong gia đình, đặc biệt là ở phương diện bệnh về gan, túi mật. Năm nay bất luận là người lái xe hay là đi công tác bên ngoài đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh, cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya để đề phòng lơ là chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Đào hoa tiểu cát. Năm nay là năm người tuổi Dần tương sinh về thái tuế, tình cảm ổn định, kết giao được bạn tốt, mở rộng mối quan hệ xã giao, kết nối tốt, dễ dàng có được sự ưu ái và tán thưởng của người khác giới. Những người độc thân sẽ được bề trên quý nhân nhiệt tình làm mối, chú ý nắm chắc cơ hội. Năm nay thì những người tuổi Dần đang trong mối quan hệ yêu đương có hy vọng đơm hoa kết trái, chính thức bước vào cánh cửa hôn nhân. Còn người đã kết hôn thì có khả năng do sự nghiệp vượng quá mức trung tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng với gia đình và nửa còn lại, khiến cho đối phương trong lòng có bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Kiến nghị nên cân đối tốt giữa công việc với gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại. Hãy sử dụng ngay đồng hồ chim công treo trong phòng khách để hòa hợp vợ chồng, tăng cường quý nhân giúp đỡ, tránh thị phi và những mâu thuẫn vợ chồng không đáng có. Vận thế luận giải chi tiết về quan vận. Năm nay nhờ sự giúp đỡ của thái tuế tương sinh, cả sự nghiệp lẫn việc học hành của người tuổi Dần đều vượng, không chỉ về thể xác và tinh thần thoải mái mà còn xuất hiện không ít những cơ hội có tiềm lực phát triển. Chỉ cần bản thân tích cực nắm chắc, sự nghiệp ắt có sự phát triển tương xứng. Mọi công việc thì có thể thuận lợi phát triển, đồng thời cũng sẽ có được sự tán thưởng của cấp trên và sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Về tài vận,
Năm nay là một năm làm nhiều có nhiều, Thái Tuế Tý Thủy là ấn tinh của Dần Mộc. Người tuổi Dần năm nay có cảm hứng bùng nổ, sự sáng tạo không ngừng. Vì vậy, đây là một năm để nắm chắc cơ hội, tích cực cố gắng, dũng cảm phát huy, tiền của sẽ tới. Nhưng hiệu ứng mặt trái của sát diệu thì không thể nào không phòng. Kiến nghị nên đeo thêm mặt dây thập nhị thần bát bảo hoặc là quý nhân nạp tài để gặp hung hóa cát. Về hôn sự, Thái Tuế Tý Thủy là ấn tinh của người tuổi Dần, có thể đến trợ giúp họ, cho nên cũng không sai khi nói tuổi Dần năm nay có vận quý nhân. Sự giúp đỡ của các mối quan hệ khá mạnh mẽ, có thể thông qua việc làm mối của bề trên, thân thích để có được vận thế đào hoa tốt. Nhưng bởi vì sự ảnh hưởng của tang môn sát diệu, người tuổi Dần năm nay có sự chấn động cảm xúc khá lớn. Có thể bởi vì sức đầu mẻ chán, vì xem nhẹ đối phương, nếu như hy vọng tình cảm có sự tiến triển thực chất hoặc là hôn nhân bước vào trạng thái tốt nhất, tuổi Dần cần nỗ lực bản thân nhiều hơn, đề cao sự quan tâm, duy trì tính cách trách nhiệm, tích cực đối mặt với tình cảm của người đối phương, sử dụng ngay đồng hồ, chim công treo trong phòng khách để hóa giải. Nhân đinh, năm nay tang môn địa tang có ảnh hưởng mặt trái không thể coi thường, đặc biệt là tang môn đại diện cho bệnh tật, việc rơi nước mắt, vì thế sức khỏe và cảm xúc của người tuổi Dần đều sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt, bất lợi đối với sự hài hòa của mối quan hệ cha mẹ con cái, cầu sinh con thì cũng bị tăng thêm độ khó hơn năm qua. Năm nay thì người tuổi Dần có thể thuận lợi mang thai em bé, nhưng phải xin sự giúp đỡ của các phong thủy để chỉnh lại vượng đinh, dùng thêm vật phẩm bát bảo tâm kinh, giải sự bất lợi của hung thần lưu niên để người tuổi Dần cùng già trẻ trong nhà tăng thêm sức khỏe, hỉ khí, cát tường. Về sức khỏe thì Canh Tý 2020 do chịu nhiều tác động của sát diệu cùng với sức khỏe bình an có liên quan, người tuổi Dần cần đặc biệt chú ý đề phòng tai bay vạ gió, bất luận đi công tác hay là du lịch, luôn chú ý an toàn bản thân mọi lúc để tránh cho những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Nên tránh hoạt động nguy hiểm cùng với các loại vận động mạo hiểm, năm nay không nên thăm bệnh, phúng viếng để đề phòng nhiễm khí xấu. Ngoài ra thì đây là năm người tuổi Dần vất vả được tài, áp lực công việc thì không hề nhỏ, lại có kẻ xấu phá rối. Hơn nữa thêm ảnh hưởng của cô thần và sát diệu, có chuyện xúi quẩy, tâm tình dễ bị phiền muộn, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu muốn cả năm không bệnh, không đau, tinh thần và thể xác được vui vẻ, kiến nghị nên dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất để được thần tượng trợ giúp bình ổn và suôn sẻ. Vận hạn từng tuổi. Canh Dần sinh năm 2010, 11 tuổi, hổ ra khỏi núi. Người tuổi Dần sinh năm 2010 nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc, phần lớn là người bộc tuệch, tính tình cương trực, lúc trẻ tiền tài không tụ nhưng về già tương đối đủ đầy. Năm 2020, Canh Tý nạp âm ngũ hành Bích Thực Thổ là tài tinh. Năm nay, thanh thiếu niên mang tư tưởng vui chơi hơi nhiều, chi tiêu khá là lớn, phụ huynh nên chỉ dẫn cho con cái chi tiêu hợp lý. Đồng thời, thích hợp nhất là đem chi tiêu đó cho việc học hành của con cái để hóa giải. Ví dụ như là tham gia vào các lớp học phụ đạo ngoài giờ, lớp năng khiếu hoặc là đưa con đi học nước ngoài. Ngoài ra thì nên dùng pháp khí phong thủy tháp văn xương hoặc hộp bút văn xương đặt trên bàn học để tăng vận học hành. Năm mệnh sinh năm 2010, năm nay thổ tú chiếu mệnh đi lại nhiều, có việc không vừa ý, phụ huynh cần phải chú ý xây dựng hoàn cảnh gia đình tốt, mặt khác phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của vật nuôi trong nhà. Nữ mệnh sinh năm 2010, năm nay vân hán chiếu mệnh sẽ có rắc rối liên quan tới gia, chú ý về sức khỏe vật nuôi. Mậu Dần sinh năm 1998, 23 tuổi, hổ qua núi. Người tuổi Dần sinh năm 1998 nạp âm ngũ hành là Thành Đầu Thổ, đa phần là người ngay thẳng, lúc trẻ cần kiệm phát đạt, dụng lễ đãi người, về già có cơ hội tốt. Năm 2020, Canh Tý nạp âm ngũ hành Bích Thực Thổ là Tỷ Kiên, năm nay làm việc có sự giúp đỡ của bạn bè thân thích cùng thế hệ, nhưng cũng cần phải đề phòng những người không quen bị kẻ xấu chọc ngoáy. Đừng vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để hóa giải những tai ách gây ra trong năm nay, người tuổi Dần cần phải mang bên mình kim bài Thái Tuế và vòng tam hợp Huyết Long Dần Ngọ Tuất để được Thái Tuế và quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát trong năm nay.
Năm Bảnh sinh năm 1998, năm nay Thái Dương chiếu mệnh, dễ dàng kết bạn với người khác phái, có tình yêu mới, cũng thích hợp đi công tác, du lịch, những chuyến đi xa có công việc chung. Nữ Bảnh sinh năm 1998, năm nay gặp Thổ Tú chiếu mệnh, đi lại nhiều, có việc không vừa ý, đề phòng kẻ xấu làm hại, chú ý việc va chạm tới kiện tụng. Bính Dần sinh năm 1986, 35 tuổi, hổ trong rừng. Người tuổi Dần sinh năm 86, nạp âm ngũ hành là Lưu Trung Hỏa, đa phần là người miệng lưỡi sắc sảo, lòng dạ ngay thẳng. Lợi quan cận quý, năm 2020 Canh Tí nạp âm ngũ hành Bích Thực Thổ là Thực Thương. Các ông chủ xây dựng sự nghiệp may mắn, gặp được Thực Thương, mạch kiếm tiền linh hoạt, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Người làm việc cùng nhân viên chính phủ thì năm nay ngược lại phải thận trọng từ lời ăn cho đến tiếng nói, việc làm, xử lý khiêm tốn để tránh trong lúc vô tình đắc tội với lãnh đạo, khách hàng, đồng nghiệp xung quanh mà không biết gây ảnh hưởng tới tiền đồ sự nghiệp của mình. Để tăng cường vận thế sự nghiệp năm 2020, sử dụng tranh phi long thất tinh đồ trận treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc để kích quan vận và sự nghiệp năm 2020. Năm Bảnh sinh năm 1986, năm nay gặp Thái âm chiếu mệnh, mọi thứ tương đối vừa ý, có thể truy vấn công danh sự nghiệp, cũng có thể thích hợp theo đuổi đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Nữ sinh năm 1986, năm nay gặp Thái Bạch chiếu mệnh, có cơ hội xuất giá nhưng phải cẩn thận các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột hay là phụ khoa, đi lại đề phòng kẻ xấu. Kiến nghị đeo thêm mặt dây chuyền bát bảo tâm kinh để gặp hung hỏa cát. Giáp Dần sinh năm 1974, 47 tuổi, hổ tự lập. Người tuổi Dần sinh năm 1974, nạp âm ngũ hành là Đại Khê Thủy, phần lớn là người trung thực cả đời, lợi quan cận quý, vật chất đủ dùng. Năm 2020 Canh Tí nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là quan tinh. Năm nay sẽ gặp các loại thách thức và cạnh tranh, cũng sẽ có sự mở rộng sự nghiệp và cơ hội để thăng chức. Người làm kinh doanh thì cần cẩn thận các phương diện về thuế để tránh phiền toái. Với những người làm công chức thì hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương, treo một bức tranh phi long thất tinh đồ trận để kích quan vận sự nghiệp năm 2020. Với doanh nhân, người kinh doanh buôn bán, sử dụng cặp tỳ hưu đặt trên bàn thu ngân hoặc là trên bàn làm việc để thâu thu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm 2020. Nam Mệnh sinh năm 1974, năm nay gặp Thổ Tú chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện nhiều tranh chấp kiện tụng, phải cẩn thận các loại vấn đề cùng với giấy tờ liên quan, lưu ý là hợp đồng liên quan tới tiền, không cùng người khác lấy tiền làm đảm bảo. Nữ Mệnh sinh năm 1974, năm nay gặp Vân Tháng chiếu mệnh, phải đặc biệt chú ý tới các vấn đề liên quan tới gia và phụ khoa. Nhâm Dần sinh năm 1962, 59 tuổi, hổ qua rừng. Người tuổi Dần sinh năm 1962, nạp âm ngũ hành là Kim Bạch Kim. Phần lớn là người nhanh mồm, nhanh miệng, khi còn trẻ thì công việc ổn định, về già tiền tài sung túc. Năm 2020 Canh Tí nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ là Ân Tinh, năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho họ cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với cuộc sống, áp lực cũng sẽ trở thành hành động bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để cân nhắc đầu tư bất động sản, sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất và Kim Bài Thái Tuế để hóa giải vận hạn cũng như là tăng cường may mắn của năm 2020. Nam Mệnh sinh năm 1962, năm nay gặp Thái Dương chiếu mệnh, mọi thứ đều được rõ ràng, đi du lịch có thể tăng thêm tài vận. Nữ Mệnh sinh năm 1962, năm nay gặp Thổ Tú chiếu mệnh, trong nhà có điểm không lành, đêm gặp nhiều mộng mị, đi xa không có lợi. Luận giải theo can ngày sinh, thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn là học tập, cạnh tranh, bệnh tật. Người tuổi Dần có can ngày sinh là can Giáp. Về mặt sức khỏe, năm nay lộ ra tình hình không như ý nguyện, dễ dàng sinh bệnh, cần chú ý rèn luyện và điều dưỡng bản thân. Năm nay có vài cánh cửa hứng thú xuất hiện dày đặc, có ham muốn học hành chuyên sâu. Đây cũng là phương thức nâng cao bản thân rất tốt. Có linh cảm không tệ xuất hiện trong sự nghiệp thông qua cạnh tranh phổ biến để tìm một giải pháp thay thế đạt tới hiệu quả không tồi. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc,
lưu niên gặp chính ấn, đại diện cho tu dưỡng văn hóa sự nghiệp. Người tuổi Dần có can sinh là can giáp, năm nay trong các mối quan hệ giành được rất nhiều sự trợ giúp của bạn bè. Đối với việc tu dưỡng bản thân và cách đối nhân xử thế đều có tác động thúc đẩy rất tốt. Người đang đi học, thành tích học tập so với những năm qua đã cải thiện phần nào đó. Về mặt sự nghiệp thì vận thế năm nay tương đối lý tưởng, đưa ra quyết định cùng với ý tưởng đều có những thành tích đáng kể. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa. Lưu niên gặp thiên quan là sự nghiệp, đồng nghiệp, danh dự. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Dần có can ngày sinh là can Bính trong năm nay, thích nghi với việc tích cực tiến thủ. Năm nay được gọi là năm của sự phấn đấu thông qua nỗ lực của bản thân, khiến cho tiền đồ của mình càng lên thêm một bậc. Trong công việc, hòa thuận với đồng nghiệp, có bàn bạc kỹ lưỡng, giải quyết công việc hầu như là làm ít công to. Đừng lén làm việc gì mờ ám, lấy việc công là việc tư, danh dự sẽ bị hao tổn. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa. Lưu niên gặp chính quan đại diện cho mối quan hệ sự nghiệp. Năm nay thì tuổi Dần có can ngày sinh là can Đinh, có cơ hội xuất hiện nhưng cần phải khéo léo nắm vững, nỗ lực cùng trả giá tỷ lệ thuận, sẽ đạt được sự tán thưởng của cấp trên cùng quyền lực vô cùng quan trọng. Tài vận thì có chút khởi sắc nhưng không thể mang đến quá nhiều cải thiện cho cuộc sống. Sự tính toán không quá vẹn toàn, mọi thứ đều không thể đoán trước để mà đối phó với bất cứ tình huống nào. Về mặt tình cảm thì gặp được nửa kia giao tiếp khá thuận lợi, kiểm tra sức khỏe định kỳ là trách nhiệm của bản thân. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ. Lưu niên gặp thiên tài đại diện cho tình cảm, tiền tài. Người độc thân tuổi Dần có can sinh Mậu, có đào hoa đến nhưng lại dễ có thái độ chạy trốn. Người đã kết hôn thì cần có thái độ chân thành, chung thủy, duy trì hôn nhân, tránh vì tình cảm nhất thời làm cho gia đình gặp sóng gió. Về mặt cấu tài, tài vận năm nay có sự thay đổi lớn, thấy tốt thì lấy, đừng ham hố mà làm cho tài tinh, đại phá. Sự nghiệp thì ngẫu nhiên có cơ hội đạt được một số tiền thưởng hoặc là kiếm chức kiếm thêm. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ. Lưu niên gặp chính tài đại diện cho tiền tài, công việc, hôn nhân. Tuổi Dần có can sinh là Kỷ, năm nay tại phương diện cầu tài không nên bàng môn tà đạo, nghĩ cách mưu toan tiền phi nghĩa. Tài vận năm nay là tài ổn định nên kinh doanh cho thật tốt, sự nghiệp của bản thân cùng với việc tìm kiếm phương pháp cầu tài hợp lý. Về mặt công việc thì nên khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng để chứng minh cho công ty thực lực có sẵn của bản thân. Về hôn nhân, người đã kết hôn vợ chồng nên thấu hiểu lẫn nhau, bao dung, tránh những tranh chấp không đáng có. Thiên can ngày sinh là Canh Kim. Lưu niên gặp thương quan đại diện cho cách nhìn, trù tính, khả năng và trí tuệ. Vận thế của người tuổi Dần có ngày sinh Canh Can. Năm nay, công việc có đột phá, tư duy cùng nhau tiến lên, đạt được sự thăng tiến. Bởi vậy, cần phải nỗ lực tiến lên, cố gắng làm tốt nhất để có cơ hội phát triển càng tốt hơn. Dựa vào sự thông minh và tài năng làm cho thu nhập tăng lên, nhưng chi tiêu quá lớn không nên tùy hứng tiêu hao. Về mặt tình cảm thì khi chung sống cần nhẫn nại hơn nữa, không nên bận tâm đào hoa ảo. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần là hưởng thụ, tiền bạc, kết giao. Người tuổi Dần có ngày sinh can Tân, năm nay là thời kỳ ung dung vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Về mặt sự nghiệp có tình hình ổn định, đạt được lợi ích khá nhiều, ví dụ như là càng nhiều thời gian rảnh rỗi hoặc là nền tảng kết bạn ngày càng rộng, tiền bất chính không nên đụng vào. Nam độc thân thì nhiều đào hoa, còn nữ thì dễ dàng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không quá quan tâm tới tình hình của nửa kia. Về mặt sức khỏe thì cần lưu ý tới vấn đề tiêu hóa. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài đại diện cho bạn bè là năm của sự cạnh tranh. Tuổi Dần có can ngày sinh là Nhâm, về mặt sự nghiệp năm nay xuất hiện đối thủ cạnh tranh không ít. Trong đồng nghiệp cùng cấp trên có quý nhân, người khác thì giúp đỡ bản thân mình, nhưng có đôi khi phải chịu thua kém. Từ can ngày mà nói thì ý nghĩa của tiếp tài cũng có ý chỉ mệnh chủ hao tài, bởi vậy đầu tư cần phải thận trọng, thích hợp thủ không nên tiến. Kiếp tài cũng là chỉ tình cảm, với người đã kết hôn thì năm nay là thời điểm hưởng thụ sự ngọt ngào bên nhau, cũng cần chú ý tới đạo vợ chồng khi sống chung, tránh việc tranh chấp lời nói. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp Tỷ Kiên đại diện cho mối quan hệ chi tiêu cạnh tranh. Năm nay tuổi Dần có can sinh Quý, có năng lực của bản thân được phát triển và nâng cao. Trong công việc, hình thức tư duy tạo nên chiến thắng là học hỏi người hợp tác. Chính tài ổn định nhưng thiên tài bất lợi. Trong việc chi tiêu thì có chút khó,
có thể kiểm soát, chủ yếu tiêu ở việc phát triển đầu tư của bản thân và lợi ích chia đều của hợp tác mang đến. Chuyện tình cảm thì bình thường, nhưng phương diện bạn bè thì không tệ, cũng không tính là cô đơn. Cùng một nửa khác phái theo hình thức sống chung kiểu bạn bè, có thể tăng thêm chuyện tình cảm, đi thêm một bước. Chúng ta vừa theo dõi vận trình tuổi Dần trong năm 2020 đầy đủ và chi tiết. Quý vị thân mến, biết được vận mệnh của mình là để thay đổi chứ không phải là để xem cho vui. Quý anh chị hãy làm theo những chỉ dẫn của chương trình để có được nhiều tài lộc và may mắn trong năm Canh Tí 2020. Phong thủy may mắn rất cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Cũng nhờ có sự đóng góp giúp đỡ của quý anh chị mà chương trình ngày một hoàn thiện hơn, có nhiều nội dung hay và bổ ích hơn nữa. Các bạn đừng ngần ngại đóng góp ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình trong phần bình luận các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.